Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại kênh mình nha. Rồi, trước tiên vô video clip thì xin chúc anh em xem video clip câu tấu trận này em vui nha, với sức khỏe. Trước mắt anh em là một bộ máy rửa xe của Italia nha anh em. Quý, xài áp cao và lưu lượng. Rồi mình sẽ đi xài tự ngắt được nha, ngắt súng là ngắt máy nha. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết, mình sẽ giới thiệu cho anh em xem nha. Đầu này là đầu máy của Ý nha, đầu của Ý, đầu G13, con này G13 nha, con này thi sứ của nó là tầm thi sứ của nó 20 ly, nó chạy với nó áp tầm khoảng 90 đến 100 nha, 90 đến 120, đó 90 đến 120 nha, nó vừa có nước vừa có áp nha anh em rửa xe tải, xe ben, con này là rất là mạnh luôn, rất là khỏe luôn nha, rất là mạnh, rất là khỏe luôn, con này nó có thông số nè. 6,5 HP nha. 6,5 HP là thường là nó thường là nó là 4 đến 5 kW nha anh em. 4 kW. Cái mã số nó mất tiêu rồi. Đó. Mất in Italia nha anh em. Đầu Italia G13 nha. G13 là vừa quá vừa có nước nha. Anh em rửa rất khỏe luôn. Đó. Con này thì mình có lắp qua bộ tự ngắt nha. Của hai cái là le tự ngắt nè, hay là le của Ý luôn nha, xài hay là le tự ngắt luôn nha anh em, đó, hay là le tự ngắt luôn, đó, mỗi khi ngắt súng là tầm khoảng 3 đến 5 giây sau là ngắt máy nha, 3 đến 5 giây sau là ngắt máy, đó, dạy rất là êm luôn. Con này thì mình có thay cái đồng hồ nha, thì đồng hồ bãi gì nó dễ hư lắm, mình thay đồng hồ, đó, thay đồng hồ. Con này thì cái motor của nó nha anh em, motor của nó là motor của Italia luôn, nguyên bộ nguyên riêng luôn nha anh em, ở Italia. Motor của nó là 3,7 kW nha, 5 HP, vòng tua 1400 nha anh em, 1450 đến 1700 hay 1725. Đó, Italia nha. Đó, con này lắp được qua một cung xe đẩy nha, cung xe đẩy rất là gọn nhẹ luôn. Đó, cung xe đẩy rất là gọn nhẹ luôn nha. Đó, đặc biệt là mình có lắp qua cái hộp khởi động, hộp điện khởi động từ nha anh em, tự gắt máy luôn nha, buông xuống là tự gắt máy luôn nha anh em. Đó, công tắc này buông xuống là tự gắt máy nha. Đó, rồi lên xe đẩy rất là gọn nhẹ luôn, chạy rất là êm luôn nha. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy nha. Con này thì nó có ba dây nóng nè, ba dây nóng, một dây mát nha. Đó, dây mát màu xanh nha anh em. Đó, ba dây nóng, một dây mát. Dây mát màu xanh. Anh em nhớ nha. Cái bộ này là phải xài có dây mát đó nha anh em. Có dây mát thì xài mới được nha. Đó, công tắc là CB nè. Đang bật lên nha. Đang bật lên. Thì cái này là công tắc của nó nha anh em. On off nè. Đó, gạt có phải nha, là nó sẽ chạy tự ngắt máy, ngắt súng rồi ngắt máy nha. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy nè. Đó, con này thì vừa có áp vừa có nước nên con này là chạy bét 1.8 nha. Bét đang chạy cái bét cũng khá là to nha anh em. Đó, khá là to luôn. Đó, này 1.8, chạy bét 1.8 nha. Đó, quá dữ luôn. Đó, máy đang chạy đó là em nè. Đó, áp chỉnh cái nha. Ngắt súng và ngắt máy luôn nha. Đó, ngắt máy. Con này thì đang chạy bét hơi lớn, vừa có áp vừa có nước nên nó áp được 90 kg. Mình em theo cái 90 kg của nó này. Mình em cầm hai tay, cầm một tay cầm không nổi luôn á. Quá dữ luôn nha anh em. Quá mạnh luôn
xe nó rất đã luôn nha anh em. Quá dữ nè. Hỏi anh em thấy có nào có ra không? Cầm một tay mà mỏi tay luôn ấy. Quá không? Quá dữ. Quá kinh khủng luôn nha anh em. Đó, ngắt máy nè. Đó. Máy đang ngắt luôn nha. Đó, máy thì không bị xì xẹt chứ nha anh em. Đó. Không bị xì xẹt chứ nha. Đó, trước khi giao cho anh em thì em sẽ test máy ok hết nha. Đó, không bị xì xẹt gì đó. Rồi, ngắt máy luôn nha. Đó. Có áp có nước nha anh em. Có áp có nước rất là mạnh luôn. Kinh khủng. Quá khủng luôn nha. Chạy rất là êm và rất là mạnh luôn. Dòng máy của ý này chạy rất là bền luôn nha anh em. Máy không nóng nè, motor nè, motor của ý luôn nè, motor nó rất là êm luôn. Đó. Xe đẩy nè, rất là gọn luôn. Rồi mấy cái nếu mà anh em xài thì phụ kiện này thì mấy ý thì rất là nhiều, rất là dễ có nha anh em. Đó, nên cứ yên tâm mà xài nha. Phụ kiện của nó thì bao cho anh em xài luôn nha. Rồi thì còn này anh em nào thật cần thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình nha anh em. Đó, để đem tiêu đề bài viết. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ và xem hết video clip mình nha. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ. Rồi, anh em xem xong nếu thấy hay, hãy cho một like, đăng ký kênh nha để ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em các video khác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.